Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chỉ tay học tướng số Đồng Nai Trần Quang Vlog. Thì kênh của mình là kênh hướng dẫn về chỉ tay nhân tướng phong thủy và tử vi cho đến tất cả mọi người trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Và cách xem của mình là cách xem khoa học không có mê tín dị đoan. Tức là mọi người ở bất kỳ một độ tuổi nào trong cuộc sống dưới 20 cũng được mà từ 20 lên thì càng tốt. Ví dụ mọi người ở một độ tuổi là 50 hoặc là 55, 60 gì đó ha. Ví dụ cho dù là mọi người ở cái độ tuổi 60 đi. Thì khi tìm đến mình sẽ nói lại cái quá khứ mọi người đã trải qua từng năm như thế nào, từ cái lúc 20 tuổi đổ ra. Từng năm trải qua về mọi mặt trong cuộc sống, về tiền tài, vận may, công danh, về vợ chồng, con cái, nhà lớn tuổi, mình sẽ nói đến nhà cửa, đất đai, tài sản hiện tại. Rồi những thành công, những thất bại trong cái quá trình ở quá khứ đó. Tức là nếu mà ở 60 tuổi thì mình sẽ nói đến là 40 năm quá khứ của mọi người, cho đến năm hiện tại. Và xem tiếp và từ cái năm hiện tại đó cho những năm cuối cùng về học vận của mọi người cũng về cái mặt như vậy. Ở video clip trước thì mình đã đưa đến mọi người đó là về cái phần mình xem cho vị khách tỷ phú ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Trong video clip hôm nay thì mọi người có thấy cái tiêu đề đó là cái sự phản hồi về cái xem của vị khách ở đang sống ở Nhật Bản ở trong năm trước. Mình xem cho vị khách đó là ở đầu tháng 1 năm 2021, tức là chỉ còn một hai tháng nữa, hai ba tháng nữa là sẽ tròn 2 năm xem cho bạn này đó. Thì ở trong cái phần xem cho năm trước thì khi đó thì mình chưa có làm cái kênh YouTube nha. Mình chủ yếu mình xem cho khách là bằng thu âm qua Zalo hoặc là qua Messenger. Thì ở cái phần xem đó thì mình cũng xem cho cái cuộc đời của bạn nữ 20, năm ngoái thì bạn 27 đó, năm nay thì 28, đang sinh sống ở Nhật đó, sống làm việc ở Nhật Bản. Thì mình đã dự báo cho bạn đó là trong cái năm 27 và năm 28 là bạn sẽ gặp cái thất bại và mất mát tiền bạc lớn. Mới cách đây là khoảng chừng 2-3 ngày thôi thì bạn đã liên hệ lại với mình ở cái phần bên Messenger. Đó là bạn đã phản hồi lại với mình đó là bạn đã ở trong cái năm trước, cuối năm trước thôi thì bạn cũng bị mất mát, bị mất vàng đó. Rồi mới cách đây chừng 2-3 tháng trong cho đến hiện tại này ở năm 2022 thì bạn đã kinh doanh làm ăn gì đó và đã mất thêm đó là 800 triệu vì Việt Nam. Thì tính cái năm trước năm nay cũng là phải cả tỷ đồng Việt Nam. Đó, thì bạn nó phản hồi bạn nói là mặc dù anh đã xem anh báo cho em trước rồi như vậy rồi mà em vẫn không tránh được cái thất bại mất mát tiền bạc như vậy. Đó, thì hôm nay cái video clip hôm nay mình đưa lên cho mọi người thấy được cái cách xem của mình nó chính xác như thế nào, có xem khoa học mọi thứ, mình dự báo mọi thứ ở tương lai nó đã chính xác như thế nào. Ở cái video clip lần trước thì mọi người cũng thấy em mở cái vị khách mà hai vị khách mà sống ở Mỹ á, mình đã dự báo trước cho 1 năm là năm sau sẽ gặp một cái thất bại nó rất là lớn ha. Thì đúng là qua đầu năm sau thì hai vị khách ở Mỹ đó có thất bại, cứ thất bại là khoảng 5 tỷ đồng Việt Nam. Thì hôm nay tiếp tục mình đưa đến mọi người đó là cái phần phản hồi của những vị khách như vậy, để mọi người thấy được cách xem của mình nó chính xác những gì từ cái quá khứ người ta đã trải qua và những gì mình đã dự báo ở tương lai và người ta đã trải qua 1-2 năm và họ tiếp tục phản hồi về cái sự chính xác trong cái cách mình dự báo như vậy. Rồi thì đây là cái hội Facebook xem chỉ tay học tướng số Đồng Nai của mình ha. Thì và cái hội Facebook này thì mình tạo nó lâu rồi, cũng khoảng hơn 3 năm rồi ha. Thì mọi người có thể thấy số thành viên ở trên đây là trên 700. Đây là những thành viên trên toàn quốc mà mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài á. Là mình đã xem cho họ hết rồi nha. Và nói đúng ra thì hơn là cả 2 năm nay ấy, là mình xem cho khách hàng ngày ấy, mà mình không không có mời ai vào thêm cái hội này nha. Cho nên là những thành viên đây thì số thành viên thì nó không tăng nha. Rồi và hiện tại nơi này là nơi mình đăng những bài công khai xem cho khách hàng ngày, rồi phí khách chuyển tiền ha. Rồi những phần mình xem xong thì họ phản hồi đúng sai như thế nào thì mình đều đăng công khai minh bạch trong đây hết. Thì sáng nay mình mới đăng lên cái bài nè. Đây là vào khách nữ 28 tuổi nè, đang sinh sống ở Nhật Bản ha. Thì cái phần này mình mới vừa nói cho mọi người xong nè ha. Thì đây là cái phần về hình ảnh mình xem cho bạn này ở năm trước nha. Đây thì nick này là của bạn đó, là bạn nữ nè. Sinh sống ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản nè. Phần mình xem cho bạn đó là tháng 1 năm 2021 đây.
Bạn là sinh năm 95 nè. Rồi. Thì đây là cái phần mình xem cho bạn đó năm trước đây. Phần thu âm nè. Và khi xem xong thì bạn nó cảm ơn nè. Và mới đây thì hôm nay là ngày thứ bảy mà ngày 20 26 tháng 10 26 tháng tháng 10 hiện tại này á, mình nói mình quên mất tháng này rồi à, thì bạn mới liên hệ hôm nay thứ bảy, thứ thứ bảy thì bạn mới liên hệ mình ngày thứ năm nè, mà bạn bạn phản hồi đây giờ em xem lại là cái phần anh xem cho em nè, mà năm trước nè vẫn không tránh được hạn anh nè, cuối năm trước á, thì em mất vàng nha mọi người thấy đấy ha. Rồi năm nay á, thì còn có tháng nữa là hết năm nha, nhưng mà đầu tư là bị mất tiền anh ạ, vừa mới bị mất mấy trăm, giờ không biết làm sao. Ở đây thì bạn nói là mấy trăm triệu mọi người nhé, chứ mấy trăm ngàn thì không ai phản hồi đâu nha. Rồi đây thì mình có nói đây là vậy là nó đã đi đúng với những gì mình đã báo với bạn lúc xem năm trước nè. Thì bạn nó phản hồi đây, anh ba bảo em nè, năm 27 28 đúng là năm 28 là năm nay luôn nha. Đó, thì năm trước á, thì còn vài ngày qua năm mới thì mình cũng bị mất vàng nè. Rồi ở đây thì bạn có nói tiếp đây, còn trong năm nay á, là trong 2 3 tháng trở lại đây là em bị mất 800 triệu rồi nha. Thì đây thì tới đây thì mọi người thấy là cái phần phần hồi của bạn đó, nó nói lên là cái xem mình nó chính xác như thế nào ha. Rồi thì đây là cái mình đưa lại mình phân tích lại sơ về vì sao mà bạn nữ này gặp những thất bại như vậy thôi mọi người nhé. Chứ mình không có phân tích về cuộc đời của bạn nữ này nha. Đây thì mọi người đã thấy đến những dấu hiệu mà mình đã hướng dẫn về những sự mất mát tiền bạc là và cái nạn phá sản, thì hôm rồi bạn phản hồi lại thì mình cũng có nói cho bạn nói lại thêm về cái vấn đề mà những cái mất mát tiền bạc của bạn đó. Đây thì mọi người có thể thấy là bàn tay của bạn này nè, nó có những cái dấu ít nè, đây là một cái dấu ít nè nha. Rồi tiếp đây nè, bạn này sẽ gặp nhiều thất bại trong trong cuộc đời đó nha. Đây rồi đây là mọi người có thể thấy là ba cái dấu ít nè, nếu mà nói ở đây nữa là bạn này sẽ có bốn cái nè. Đó, bốn cái dấu ít như vậy thì nó sẽ nói đến là ít nhất là bạn này sẽ phải gặp đó là bốn cái thất bại trong cái cuộc đời. Thì thất bại này nữa là dấu thất bại về mất mát tiền bạc thôi mọi người nhé, nhưng mà quan trọng hơn đó, chính là cái nằm ở chỗ là bạn này nè, thất bại phá sản nè, lấy cái màu xanh nhé. Đây bạn này sẽ gặp thất bại phá sản đây nè. Đây đó, đây quan trọng hơn là bạn này phải gặp ít nhất là 2 lần phá sản như vậy nữa này, trong cái cuộc đời vậy nữa này nha. Và ít nhất là phải 4 lần thất bại với những số tiền nó cứ tương đương là khoảng 4 năm rồi 6 7 cái phần tài sản mà bạn có trong một thời điểm mà hiện tại nha. Đó thì có thể thấy bàn tay này sẽ là bàn tay sẽ trải qua nhiều cái thất bại mất mát trong cuộc đời ha. Thì đây là những mình đã hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều ha. Còn về cái phần mà ở năm nào thì nó liên quan về những phần là chính cái đường định mệnh công việc này mọi người nha. À, cái đường sinh mệnh này nè ha, và cái đường sinh mệnh định mệnh công việc này ha. Thì trong phần nhận định tuổi năm nào á, là sẽ gặp thất bại mất mát thôi nha. À, vừa rồi thì mình mới đưa đến cho mọi người đó là cái phần phản hồi của bạn khách ở 28 tuổi đang sinh sống ở Nhật đó. Đó là cái phần mình đã xem cho bạn đó là năm trước, và bạn đó mới phản hồi ở đây cách đây là 2 3 ngày, 2 ngày đó. Thì tất cả những cái gì mà nó nói về cái thất bại của một người ấy, trên bàn tay của bạn nữ này chẳng qua là những cái phần mình đã hướng dẫn cho mọi người đó ha. Đó là cái dấu ít thất bại này ha, và cái nạn phá sản. Bạn nữ này thì chưa gặp nạn phá sản, nhưng mà trong cái tương lai trong cuộc đời là bạn ít nhất đó bạn như mình mới vừa nói xong ha, đó là bạn này ít nhất đó là bạn sẽ trải qua phải 2 lần ở cái ngưỡng cửa phải phá sản nó là phá sản làm lại được nha, mang rồi sẽ tiếp tục phá sản lần thứ hai. Đó là những gì bạn nữ này sẽ gặp ở trong cái tương lai của mình. Và anh mới gặp một cái thất bại nó mất mát ở 1 tỷ, tức là năm trước và năm nay thôi, nhưng mà bạn này sẽ còn ít nhất phải 3 lần nữa về cái thất bại cứ mất mát tiền như vậy nhé, mất mát tiền bạc lớn đó. Thì tính ra là cũng phải trải qua 6 nạn nữa bạn nữ này nha, trong cuộc đời sẽ phải trải qua như vậy. Rồi tới đây thì mọi người đã thể thấy là cái hướng dẫn của mình và những cái gì mình xem thực tế cho mọi người á, nó luôn luôn nó chính xác như vậy, và cho thấy cách xem khoa học của mình nó
chính xác của mọi người tuyệt đối như vậy. Thì mình đưa đến mọi người đó là những cái điều nó là thực tế trong cuộc sống. Mình không có hướng dẫn mọi người những cái bài hướng dẫn mà nó phi lý ha, nó như là nó chỉ câu view này nọ, hiện như các kênh YouTube khác đang làm, nó suốt ngày cứ đăng lên các đường chỉ giàu có đường chỉ thì sẽ giàu có cả đời. Những cái bài hướng dẫn nó rất là vô ích như vậy. Tuy là phần lớn thì mọi người cứ thích những cái điều hướng dẫn những cái giàu có, nhưng mà cuộc sống nó không phải là nó chỉ có thành công mà nó còn nhiều cái thất bại. Trong có thời điểm mình sẽ thành công, có thời điểm mình sẽ thất bại. Đó thì những cái mô hình hướng dẫn nó thực tế như vậy thì mọi người thấy nó là hữu ích hơn so với những cái phần hướng dẫn mà nó toàn là mơ hồ vậy ha. Đó. Rồi, tới đây thì mình xin cảm ơn đến mọi người, anh chị trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Thì hôm nay lại tiếp tục là một cái bài hướng dẫn nó thực tế, nó hay như vậy để đến với mọi người nha. Thì những ai yêu thích thì và chưa đăng ký thì mọi người đăng ký cái kênh giúp mình, và mọi người chia sẻ những video đấy về đến những ai yêu thích á. Thì theo cái thời gian kiên trì á thì họ sẽ tự xem được những cái phần nó đơn giản về tính cách của mình hay tính cách của đối phương gì đó ha. Còn những việc mà nó khó hơn nữa là xem vận hạn năm nào mình gặp thất bại, năm nào mình thành công, rồi tài sản trong cuộc đời của mình nó như thế nào, rồi từng cái giai đoạn, rồi cả cái học vận của mình nó sẽ thành công hay thất bại cuộc đời. Thì mọi người liên hệ số thì điện thoại là 0908 515 792. Thì số điện thoại đó là có Zalo, Messenger, Facebook nha. Thì khi liên hệ số điện thoại đó của mình thì mình sẽ hướng dẫn. Rồi, mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở trong video clip tới.